Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft, vùng đất thánh. Trước khi trở lại cái hành trình tìm cái ngôi đền á, thì mình sẽ về nhà để mình nấu thuốc một xíu ha. Tại vì cái lượng thuốc mà mình mang theo nó cũng không còn nhiều á. Mình sẽ làm thêm một chút cái lọ thuốc nhìn trong bóng tối, cũng như là tăng cái thời gian của thuốc kháng lửa lên. Nó hết rồi. Nó hết cái chất đốt rồi ấy chứ. Cho vô thêm đi. Rồi mình sẽ cho redstone vô để nó tăng thời gian lên thành 8 phút ha. Bên đây thì mình cũng sẽ cho redstone để thành thuốc nhìn trong bóng tối 8 phút luôn. Đó. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ sửa cái áo giáp của mình lại. Tại vì cái áo giáp có cái lời nguyền này á, mình thấy nó dùng tương đối tốt đấy chứ. Nên mình quyết định là sửa lại để dùng tiếp ha. Đây mình sẽ cho vô một viên kim cương. Nó sẽ tăng lên được kha khá độ bền nè. Tại vì cái này nó không có ép được dòng chậm, nó chưa có dòng chậm hỏng á, nên nó khá là màu hơn luôn. Hay là bây giờ mình sẽ gom mấy quyển sách coi coi có bảo vệ. Coi nào, còn dòng gì khác không? Không có chậm hỏng nè. Đen được chứ. Bảo vệ nạp nhanh, còn cái này là bảo vệ với cái gì? Bảo vệ hiệu suất hô hấp. Ok, vậy mình sẽ lấy cho trong quyển này đi ha. Mình cho nó một chút xíu bảo vệ đi. Rồi. Và nếu được thì chắc mình sẽ sửa lại luôn ha. Mình có khá là nhiều kim cương trong chuyến khám phá vừa rồi á, nên bây giờ mỗi thứ thì mình sẽ sửa lại một chút. Đây, cái nón mình cũng sẽ sửa một chút. Ủng cũng vậy. Quần cũng thế ha. Áo, cho thêm một viên nữa đi. Rồi. Xong phin. Giờ thì mình sửa full một set đồ nó khá là nhiều độ bền lại rồi. Và vũ khí thì mình sẽ có thêm một cái cây đinh ba. Mình thấy trong những quyển sách đó nó có cái dòng xuyên thủng nè. Rồi lòng trung thành nữa thì phải. Nè, lòng trung thành cấp độ 2 luôn nha. Quá là đã luôn. Thôi thì mình sẽ thử cho vô bàn cường hóa coi. Sống dữ. Ủa, ví dụ mình ép sống dữ rồi mình có được ép dòng lòng trung thành không ta? Xuyên vào da thịt. Mình không chắc á. Tại vì cái dòng lòng trung thành này, theo như mình nhớ là nó sẽ bị hạn chế ép với một số dòng ấy. Thôi mình ép gì trước đi ha. Xuyên thủng. Vậy là ép lòng trung thành thì không ép được xuyên thủng nè. Ok. Thôi mình chủ yếu mình cần cái dòng lòng trung thành thôi. Để mỗi khi mình phóng đi á. Nè, mình phóng đi nè. Bùm. Xong tự động nó sẽ giật về ha. Mình sẽ đỡ phải mất công mình đi tìm lại nó. Khá là tốt luôn. Rồi thuốc men của mình nấu thì cũng đã xong rồi nè. Lấy ra và nhét vô trong ba lô mình lại thôi. Hôm nay có thêm vũ khí tấn công tầm xa. Ừ, nó mới nhớ. Cây cúp của mình nó chưa có dòng sửa chữa. Đây rồi. Hôm nay sẽ là ngày mình ép cái món đồ sửa chữa đầu tiên ha. Ý. Ủa, nó không cho em. Ủa, lộn, mình cho vô lộn cái. đây, gì mới đúng nè. Mày đế ơi, làm hú hồn chim én à. Đó, bây giờ cúp của mình đã có sửa chữa rồi. Hôm nay đi khám phá thì mình sẽ sửa lại ha. Còn bác dân làng này chẳng lẽ ha, mình đuổi bác này ra khỏi nhà mình chứ. Cứ gình là dành cái giường với mình. Kỳ cục quá à. Người ta có cái giường thôi mà cứ dành. Rồi các bạn có biết cái cây đàn ukulele này trong đây nó có công dụng gì không? Mỗi khi mình đờn một cái, nó sẽ cho mình một cái hiệu ứng ngẫu nhiên á. Như lần này nó sẽ cho mình hấp thụ nè. Rất là đã luôn. Mà mình dùng thì nó không bị hư nữa. Thích thiệt sự luôn á. Mình có thể đeo sau lưng luôn nè. Nhưng mà thôi, mình sẽ để nó bên ngoài để mình dễ dàng dùng hơn á. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại cái hành trình đi tìm cái ngôi đền của mình thôi. Về nhà chủ yếu là mình cất đồ cũng như là ép một số cái dòng cần thiết vô trong cái những món đồ của mình. Ủa? Cái đó phù thủy hay là dân làng vậy? À, cái này là bác dân làng. Tưởng đâu phù thủy đâu, nay liều giữ vô làng mình chơi luôn chứ. Đi cũng được một hồi lâu rồi. Mình đã rời khỏi cái vùng băng được gần một ngày rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa tới cái ngôi đền nữa nè. Có vẻ là mỗi lần mình tìm một cái công trình gì đó thì thường thường nó sẽ rất là xa cái chỗ mình ha. Y như rằng luôn á.
Ồ, phía đằng này nó có một cái lều trại gì kìa, mà màu tím nha. Hình như đây là lều trại của những tên cướp dân làng thì phải, chứ không phải của dân làng đâu. Ê, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, chuẩn bị chiến đấu đó. Để coi coi đây có phải là chỗ của cướp dân làng không nha. Rồi, chuẩn luôn. Đông lắm, đông lắm. Chứ này lạnh ít dữ nhiều rồi. Quá trời quá đất luôn rồi. Oh my god. Đâu có cả chục tên á, hơn nữa. Bây giờ mình sẽ vô lều trại. Mình định vô lều trại chôm đồ xong chuồn thôi. Ôi, có tên cầm rìu. Cái tên cầm rìu này là nguy hiểm nè. Lều trại có rương không? Không có rương. Chuồn là thượng sách, chuồn là thượng sách. Mình chỉ ưu tiên những cái lều trại nào mà có rương thôi. Đây có rương không? Có rương không? À đây đây có rương. Sắt, sắt bén. Chạm hỏng. Nó tới, nó tới. Nó tới, nó tới. Sao bọn này nhanh vậy? Bọn này đi tới đúng nhanh luôn á. Nè 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 nè. Cái chỗ cướp của bọn chúng đúng to luôn. Một mình không không đánh chiếm nổi rồi. Chuột là thượng sách. Nó dí mình, nó dí mình. Búp sức mạnh lên. Ừ, giờ cho nhảy cao cũng được. Nhảy cao lên chuột. Giờ mình còn yếu quá nên không dám ở lại lâu. Ow. Tên cầm rìu này hổ báo cáo trộm, quýnh cho banh xác luôn. Thôi, thôi 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 thôi. Tốt nhất nên té thôi. Kệ bọn chúng đi. Ow. Té gần gãy chân rồi. Ôi nó đi cùng giết thận mình. No no no. Chạy 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 chạy. Ghê thiệt. Hên là mình nhanh chân mình chạy kịp á. Ác chưa. Kìa 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 kìa. Đúng đông luôn. Suýt nữa thì mới đi khám phá là mình đã tử trận rồi. Không sao không sao, mình chuồn được là may rồi. Cái 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 đi tiếp đi tiếp. Còn thở là còn đi á. Và bây giờ mình lại lạc vô một cái cánh rừng nhiệt đới rồi. Trong rừng này cũng có nhiều khả năng là mình có thể gặp được những cái ngôi đền nữa đó. Có vẻ cánh rừng này cũng không quá to nữa. Phía đằng này là một cái thuyền đắm hay sao nữa. Mình thấy cái cột thuyền. Rồi vô đây khám phá cùng mình. Thường thì thuyền đắm nó sẽ rất là dễ có những cái bản đồ kho báu ha. Hơi tối đấy. Đấy biết ngay mà. Một cái bản đồ kho báu. Ống nhòm luôn. Súp bất ngờ. Mình lấy oxy lại cái đó. Trong đây nó còn một cái rương nữa nè. Rương này thì có chút sắt, ngọc lục bảo. Hết à. Cũng được cũng được. Chủ yếu là mình lấy cái bản đồ kho báu mình tìm kho báu ha. Trong kho báu cũng nhiều khả năng là có được đồ xịn đó. Coi coi nó gần mình không. Kế bên luôn. Đi tìm luôn nè. Mình sẽ đi qua đây một xíu. Có vẻ là nó ở phía rìa của cái hòn đảo bên này nè. Lấy cái thuyền lại. Rồi. Sửa cái cúp sơ sơ lại ha. Coi coi. Tới chưa vậy? Quay qua đây. Ồ phải đi ngược lại rồi. Nó ở phía bên này nè. Xong đó mình sẽ bật cái tọa độ lên ha. Để mình tìm cho nó chính xác hơn. Tới chưa, tới chưa. Ồ ồ. Rồi có vẻ là nó ngay đây nè. Rồi đi xuống dưới tìm thôi. Đấy. Được 3 viên kim cương. Cũng tốt quá chứ. Có bơm nữa nè. Mà mình thì không cần bơm lắm. Được thêm một trái tim biển cả nữa. À và trong đây. Trái tim biển cả mình có thể dùng để làm đinh ba luôn nè. Vậy là đinh ba trong đây có thể chế tạo được. Ồ. Tưởng đâu đinh ba trong đây là hàng hiếm chứ. Ai dè cũng có thể chế tạo được ha. Ok. Rồi bây giờ thì sẽ đi tiếp thôi. Tại vì cái ngôi đền vẫn chưa xuất hiện trước mắt mình nữa. Khó gì ta. Mình có cái ống nhòm. Cái ống nhòm này nghe nói nhòm xa lắm. Ồ đúng rồi, xa thiệt xa thiệt. Đã nha. Cái này mình nhìn từ xa là hết sảy luôn á.
Được, hợp lý hợp lý. Và đi lay quay cũng gần hết một ngày nữa rồi kìa, chưa thấy ngôi đền đâu hết. Hay, không biết tới khi nào mới gặp được ngôi đền đây. Ở dưới nước á, thỉnh thoảng mình sẽ thấy những cái loài mực phát sáng á. Hú hồn thiệt. Lúc nãy mình tưởng là có quái vật gì không chứ. Nhìn kỹ mới biết đó là những cái con mực ha. Đằng kia lại là một con tàu cướp biển nữa kìa. Thôi tha cho mấy người đó, hôm nay ta đang có hứng đi tìm kho báu. Ủa gì? Tìm những cái cái gì ta? Ngôi đền. Trời ơi, nó tắt ngang cái quên mất tiêu rồi. Ui trời, tối rồi. Tối như vậy phải nóc miếng mới được, cho nó sáng lên ha. Đấy, sáng như ban ngày liền. Với lại một phần á là ở ngoài biển thì mình không có ngủ được, thành thử ra mình phải nóc thôi, chứ không phải mình ghiền gì đâu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cái này tại tờ tối mình mới nóc á chứ mình không có ghiền nha. Để không thôi nhiều bạn lại bảo mình ghiền thuốc nhìn trong bóng tối thì cũng không hoàn toàn đúng ha. Rồi, và ở giữa biển coi coi. Sao nó yên lặng như ta, yên tĩnh như ta. Giả bộ có công trình gì đi. Vừa nói yên tĩnh, có con zombie chết túi. Nó định làm gì? Người định làm gì? Áo, phóng hụt. Phóng hụt mất tiêu à. Phóng lại. Lần này thì hết hụt nha. Cái đinh ba phóng ở dưới nước thấy gì chứ mạnh lắm á. Nó là vũ khí chuyên để tấn công ở dưới nước á. Rồi và vẫn chưa thấy cái ngôi đền đâu hết. Bây giờ giống như mình là Robinson lạc trên biển chứ không phải trên đảo hoang rồi. Đi lên đền trên biển. Ủa phía đằng kia có phải là một cái kim tự tháp hay không? Mình nhìn giống lắm nha. Hình như đây là một cái kim tự tháp thì phải. Kiểu như nó bị chôn vùi dưới lớp sỏ rồi. Đúng. Ồ, có con cầm đinh ba nữa. Con này láo. Nhóc nhỏ nè. Ui, nó rơi đinh ba luôn kìa. Hên vậy, quýnh phát rơi đinh ba luôn. Được vậy ta. Kệ, tịch thu liền. Tịch thu hung khí ha. Và mình sẽ lấy một cái khói mắc ma để mình làm cái chỗ hồi phục oxy cho mình. Lấy một cục thôi, là đủ rồi. Sau đó thì mình có thể vô kim tự tháp khám phá thoải mái rồi đó. Đi, vô. Ui, trong đây có nhiều quá vậy. Từ từ. Để mình hồi phục oxy lại cái đó. Zombie nè. Phóng cái gì? Phóng à. Phóng nè. Mình sẽ tiêu diệt nó lẹ để mình còn lấy lại oxy nữa. Ui, nó phóng đau quá à. Rồi, lấy oxy lại. Xong, chuẩn bị vô lượm kho báu dưới biển nào. Kho báu trong kim tự tháp. Đập này ra. Rồi, xuống dưới. Đó, có rất là nhiều rương luôn á. 4 cái rương luôn. Mình sẽ đứng ở trên cái cục này để cho... Đau vậy? Nó cứ hút mình xuống thôi. Phải lên. Mình muốn đi lên một xíu đứng trên khối sỏi nè. Đó. Ui, chúng đập rồi. Ui, no. Kháng cự, mình bật kháng cự lên một xíu rồi đó. Kim cương. Khá tốt. Hại thiên ma. Áo, mình còn hết oxy nữa. Sao nhiều thứ có thể gây ra cái chết cho mình vậy? Hết độc rồi, giờ tới hết oxy nè. Áo, cố lên. Khó ghê á. Cái này chỉ có sắt thôi. U là trời. Nguy hiểm ghê. Trong đây thì thuốc hồi phục. Có cái da tàng hình, cái này thì mình đã mặc rồi trong người ha. Đụm thuốc hồi phục đi. Vậy là trong đây nó cũng không có nhiều đồ xịn lắm. Chỉ sơ sơ mấy cái đồ lặt vặt thôi à. Thôi kệ đi, có còn đỡ hơn không ha. Mặc giáp, cầm kiếm các thứ, ngầu, hết sức ngầu ha. Tự nhiên trên đầu gắn cái bong bóng. Giờ nhìn kỹ là nhìn mình đúng tiếu luôn á. Hết chuyện gắn cái bong bóng trên đầu á. Mà thôi kệ đi. Có cái này cũng như là hàng độc quyền ha. Rồi dưới này nó có một cái rương nè. Có gì không? Mềm mại, lời nguyền, chầm hỏng. Rồi luôn. Không có nổi một cái quyển sửa chữa nữa. Không có dòng sửa chữa gì hết luôn. Su cà na thiệt. Rồi tới đất liền chứ vậy.
Sao đi nãy giờ chưa tới đất liền ta? Có một chuyện vô lý hơi nhẹ luôn á. Cái gì vậy? Hình như mình gặp một cái gì rồi. Khoan khoan khoan. Đây là... hình như đây là hang động pha lê thì phải. Quá trời pha lê luôn. Mấy cái pha lê bự hình như mình có thể lấy được á. Nè 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 nè, đúng rồi. Ra là vậy. Cũng làm được nhiều thứ lắm. Ồ, hết hồn chứ. Tưởng đâu gặp chỗ boss thì gì chứ. Miệng đáng ơ. Ở dưới hình như là một cái hang thì phải, mình nghe tiếng quái quá trời kìa. Thôi đi, tập trung làm một chuyện thôi, chứ nãy giờ mình làm nhiều thứ quá. Hết khám phá kim tự tháp rồi đi lạc châu dưới biển các thứ, nhiều nhiều thứ linh tinh lắm rồi. Giờ tập trung chuyên môn nè. Vô đất liền thôi, mình kiếm chỗ nào mình ngủ một cái đi ha, cho trời nó sáng sáng lên. Đây, đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Ngủ cho nó qua ngày mới đi, chứ trời tối thui à. Đêm thôi mình nóc tiếp nghe, bạn là bảo mình nghiện nữa thì toan không được. Đâu được. Rồi trời sáng rồi nè. Ồ, và có dấu chấm có vẻ là nó bự hơn một xíu rồi. Cái dấu chấm trên cái bản đồ nó bự hơn rồi nè, tức là mình đang đi lại gần cái chỗ ngôi đền rồi đó. Còn mấy cái tàu cấp biển nè, đợi đấy, từ từ. Từ từ cũng tới bọn chúng thôi. Kiểu gì bọn chúng cũng tới công chuyện với mình à. Một ngày nào đó không xa ha. Trên đường đi thì hình như đằng kia là một cái tòa tháp rất là cao luôn. Khoan 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 khoan, qua đây qua đây qua đây. Để coi coi đây là tòa tháp gì á. Cao lắm luôn á. Kìa, tít lên trên luôn kìa. Rồi luôn, tới công chuyện nữa, tới công chuyện nữa. Vô luôn. Ê, nữa rồi. Cướp bóc nè. Kệ. Dính hiệu ứng điểm xấu luôn. Cho lớn luôn. Bọn này là chuyên gia bắt cóc dân... cái gì? Người sắt. Có anh người sắt bị mất cóc trong đây nè, mình sẽ cứu anh nha. Bắt cóc là mình thấy không khoái rồi. Giải cứu cho một anh người sắt vô tội rồi ha. Rồi mấy cái thứ lặt vặt thì mình có thể vứt đi. Quên nữa, mình sẽ lấy cây cúp mình cầm bên tay trái để cho nó sửa lại, mình có dòng sửa chữa mà. Ở trên thì có khá là nhiều xương nha, mình nghe tiếng con xương đi lập cập trên đây nè. Đúng rồi. Xương nè. Giết hết mấy con xương luôn. Nhện nhện nè, đập hết. Chờ hết luôn ha. Rồi. Trên đây có rương không? Phải có rương chứ, nè nè nè, có rương nè. Nhưng mà rương khá là bèo. Có một chút xíu sắt với vàng à. Lên trên cao tiếp. À, trên đây thì bắt đầu có một cái chỗ giống như là cổng đi ngục rồi. Ok. Là phải tiếp tục đi lên trên cao nữa thì mới có đồ. Tiếp tục là một cánh cổng đi ngục. What? Sao nhiều cổng đi ngục vậy? Ê, khoan khoan nha, khoan nha. Coi chừng nó có 7 á. Cái này là cái rương thường đúng không? Rương thường thì không sao, sợ rương 7 thôi. Lần trước bị nổ một lần rồi, giờ sợ. Ủa sao rương này toàn chứa bánh mì không vậy? Rồi bây giờ tới chỗ bà vô thể. À, chỗ thuốc độc. Trời mà trời hộp. Trời hộp nè, trời hộp là coi như xác định rồi. Đâu có cơ hội làm lại đâu. Này thì có vàng. Ok. Mình sẽ lên tiếp tầng trên nữa. Cái tòa tháp này rất là cao luôn. Ê, chỉ có vậy thôi hả? Tòa tháp này khá là bình thường luôn. Mình tưởng nó cao như vậy thì chắc nó sẽ chứa nhiều đồ xịn lắm. Nhưng không. Nó chứa đồ bèo như cái bánh xèo vậy đó. Thôi, vậy là mình đã bị bịp rồi. Ô là trời, thôi đi xuống dưới thôi. Ê, quên. Trời. Hết gặp một tòa tháp á, thì bây giờ mình lại gặp một cái cối xe gió nè. Nhưng mà đây là cối xe gió phiên bản siêu to khổng lồ luôn. Ui, bự thật sự luôn á. Đẹp thế ta. Nhưng mà hình như cối xe gió này là của bọn cướp dân làng thì phải. Rồi bắt buộc phải chiến đấu rồi. Không thể giải quyết trong hòa bình rồi.
Mình phải đối đầu với nguyên một băng cướp luôn. Đông lắm. Nè 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 nè. Mình phải giữ khoảng cách để mình bắn cung mới được. Ui, gì mà đông dữ vậy? Mình tiêu diệt bớt mới được. Quá là đông luôn. Rồi rồi, cần chiến được rồi, còn 2-3 tên á. Ừ, bắn nhau đi. Bắn nhau đi. Quá xa đông luôn. Bên trọng còn nữa. Đi vô đi vô đi vô. Búp sức mạnh các thứ vô. On along the watchtower. Đây là một cái chỗ để nó... Ê, có cái tên cầm rượu. Cái này giống như là cái đài quan sát của bọn chúng gì đó. Còn gì nữa không? Hình như dưới nó còn tầng hầm nữa kìa. Ghê vậy. Trời 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 trời, nó gớt từ trên xuống luôn. Cái con này quá là ghê luôn á. Chắc mình lên trên mình nóc một miếng cái đã, cho sáng sủa mình mới dễ chiến đấu được. Ghê quá. Ow. Tên cầm rìu, tên cầm rìu. Rồi tên nào chơi thuốc độc phù thủy này. Chơi kỳ á. Trời ơi, đã đông rồi mà còn chơi chỗ thuốc độc nữa. Quá xá rồi. Chắc hụt nữa. Chắc lần sau mình phải đổi vũ khí thôi. Cái cây này đánh chậm quá đi. Mổ không mổ. Ui, hồi phục lại, hồi phục lại. Sau đó mình sẽ nóc vô một cái. Nóc vô, nóc vô. Rồi, tự tin hơn hẳn liền. Coi coi trên đây nó có dấu đồ không nè. Có nha, nhưng mà đồ tương đối là bèo đó. Còn là xác không à. Không có món đồ gì đặc biệt quá nha. Kiểu như những bộ giáp quý hiếm nữa, mình đang cần những thứ đó. Mà những công trình này thì nó không cho mình ha. Eo. Hơi bèo rồi. Rồi, ok. Ở trên thì cũng được một chút đồ thôi. Nghĩ nghĩa coi nó còn giấu gương ở đâu không. Nhiều khi nó còn giấu ở một vài chỗ khác nữa. Nếu mà không có như vậy là chắc hết rồi đó. Rồi giờ thì chuyển sang mình khám phá ở tầng dưới ha. Dưới cũng khá là nguy hiểm. Mà chỉ ngán mấy cái tên cầm rìu thôi hả. Xuống nước rồi, gớt xuống xuống xuống. Rồi rồi rồi, từ 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 từ. Từ từ mà xử lý mấy tên này. Mở 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 đồ, mở đồ. Bảo vệ đồ toàn là cấp độ 1 không à. Không có đồ mà cấp độ 4 hết á. Ok, thôi đi xuống dưới thôi. Ở dưới rất là nhiều phù thủy luôn. Tốt nhất là mình nên bắn những bà phù thủy bằng những cái phát cung trước đi. Đó, thấy chưa? Hở cái là bà chọi thuốc độc mình à. Bà phù thủy chơi chọi thuốc độc nè. Tiêu diệt bà đi. Không cho bà sống luôn. Không biết đội cung lại mấy tên này không nữa. Uống thuốc nè. Uống thuốc nè phù thủy. Bà phù thủy không kiếp. Bắn cái gì? Bắn cái gì? Bắn cái gì? Ui da, đau thế. Rồi sao biết? Oh, mình được búp sức mạnh. Đã đó. Cái gì đây? Termination. Ui không, nó kích hoạt bơm rồi. Ok. Cuối cùng thì cái khoảnh khắc này cũng đã tới rồi. Áo áo áo. Ây da. Dùm ba dân làng gì nhìn thời trang vậy. Mặc áo tím rồi đeo kiếm gì nhìn xịn vậy. Mình đã tới cái ngôi đền rồi nè. U là trời, lâu ghê luôn á. Bước cái bản đồ đi. Rồi giờ tới công đoạn là đi khám phá trong ngôi đền mới mệt thế nè. Nhìn ngôi đền này hơi bị bự luôn á. Và trong những series trước thì ngôi đền này mình đặt tên là ngôi đền vàng á. Liệu rằng cái này nó có thành ngôi đền kim cương hay không thì mình chưa biết nha. Phải vô trong thì mới biết được. Giờ thì để mình tìm cái lối vào chính cái đó. Cái cổng chính á. Cổng chính đâu vậy trời? Ok. Ủa? Chẳng lẽ nó không có cái cổng hả? Rồi luôn, hiểu luôn, nó không có cái cổng luôn rồi.
Ồ, Zombie cầm cái gậy gì đẹp vậy? Lượm luôn. Zombie có cái gậy gì đẹp lắm nè. Gậy sấm sét. Wow. Gậy này mình có thể triệu hồi sấm sét nè. Xịn đấy. Rồi, vô trong thử. Ồ, có lồng spawn. Đập lên. Ui đi. Đây toàn là những con xương đen không mà. Còn quýnh như nào chết nó. Mèn đét ô. Ủa mấy con này mạnh lắm. Quá trời quá đất ơi. Ui da. Đừng nói cái này là toàn vàng không là. Ôi bây giờ đồ có vẻ khá hơn. Đồ có vẻ khá hơn rồi. Cố lên cố lên. Vô đập làm spawn. Ừ bây giờ hết là ngôi đền vàng rồi. Nó có kim cương rồi. Tuyệt vời. Nhưng mà khám phá cái này hơi toan nha. Ồ nó vẫn có vàng, Oh my god. Cẩn thận mới được. Mình cầm kiếm bằng netherite rồi đó mà quýnh cũng không si nhê lắm. Có nên dùng biện pháp là loot xong chuồn không ta? Ui nhện. Nhện mẹ bồng con kìa. Trời. Nhện gì trâu dữ hả? Bình tĩnh. Sao mình yếu dữ vậy? Thiệt luôn á. Không được rồi, về chắc mình phải đổi vũ khí thôi. Chứ vũ khí kiểu này thì đi khám phá ăn hành chết. Nhện 70 máu à. Oh my god luôn. Ui. Thôi. Khám phá kiểu này mình thấy không ổn đâu. Đây lên trên là nát giáp luôn á. Tốt nhất là mình dùng biện pháp là trèo lên tầng cao nhất, mình lượm hết đồ xịn đi ha. Như vậy là cách nhanh nhất cũng như là cách tốt nhất á. Thế chưa vậy? Ừ như thế rồi. Hình như đây là tầng cao nhất rồi đó. Ok. Vậy thì vô thôi, nhưng mà cũng có những con xương canh gác nha. Trời không sao, lên đây mình đánh với mấy con này thôi. Đây là tầng cao nhất cũng như là tầng chứa đồ xịn nhất rồi đó. Để mình vô mình đập. Cái làm spawn. Yếu thì dùng thế. Có gì đâu mà căng. Đấy, mình sẽ đập cái lồng. Nè, xuất hiện cái gì mình né liền. Né cái nhẹ đập cái lồng liền. Rồi xuất hiện đi, còn ba con chứ gì. Né. Rồi xong, cân ba xong là lượm đồ thôi. Cân ba xong rồi lượm đồ thôi. Cân hai. Cân một. Rồi. Hốp. Cái này là hết ngôi đền. Hết ngôi đền vàng rồi. Mà bây giờ chuyển thành ngôi đền có đồ kim cương rồi nhé. Ai rồi cũng sẽ khác mà. Đúng rồi, ai rồi cũng sẽ khác thôi. Đó. Ai rồi cũng sẽ khác. Áo bảo vệ kho vật được bắn hả? Thôi cài lụm luôn đi. Hình như cái này có thể nấu cái không? Ui, kim cương mình không thể nấu ra thành những cái viên kim cương á. Hơi tiếc nha. Ê! Đừng. Trời ơi, nhảy kiểu gì mà lọt như vậy? Quá trời kim cương luôn nè. Đừng có quấy gậy. Chỗ người ta thưởng thức kim cương nè. Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác. Ủng. Quá trời đồ kim cương luôn. Bây giờ nó đổi thành đồ kim... ngôi đền kim cương rồi. Tuyệt vời. Nữa nè. Kiếm quét cạnh. Bảo vệ hai. Bảo vệ con vật được bắn nè. Lượm luôn đi. Để mình dùng cái số bình kinh nghiệm này. Mình sửa. Ủa cái cúp mình sửa xong rồi hả? Vậy thôi mình bỏ về nhà đi. Mới mốt mình cần kinh nghiệm mình hả dùng nó. Vậy cho nó tối ưu ha. Cắt vô. Còn hai cái rương này nữa mình chưa có loot nè. Thêm một khối kim cương. Ổn kim cương tiếp. Nói chung thì đồ trong đây tương đối là giàu á. Không biết những tầng dưới như thế nào chứ tầng trên mình thấy là... vậy là cũng ổn rồi. Chỉ tiếc là nó không có chứa những cái món đồ quý hiếm. Chẳng hạn như là áo giáp limited chẳng hạn ha. Chỉ tiếc ở một chỗ đó thôi. Nè quá trời luôn nè. Này chiếc này về tha hồ mà dùng luôn á. Cái rừng cuối cùng. Yes. Và một điều quan trọng hơn là trong đây nó cho mình rất là nhiều bình kinh nghiệm á. Tha hồ mà cày kinh nghiệm luôn. Rồi, đại bội thu rồi. Cất vô trong thôi. Ồ, bình kinh nghiệm cất ở dưới.
Ok, như vậy thì cũng không quá là uổng công mình đi tìm cái ngôi đền này ha. Nó cho mình cả đống kim cương mà, coi như cũng là một phần bù đắp cho công sức mình đi đi. Còn giờ chắc tới lúc chúng ta đi về rồi. Cú nhảy thần thánh. Bấm. Yes. Bye bye, không bao giờ gặp lại đâu. Trời ơi, cái ngôi đền đó đây, nó đài mình đi mấy ngày mấy hôm mới gặp được. Đúng lâu luôn á. Sau chuyến đi thì thành quả chắc là được khá là nhiều kim cương ha, với một số cái món đồ lặt vặt nè. Nhưng mà mình thấy á, cái cây kiếm của mình nó thật sự không có hiệu quả lắm, tại vì nó đánh khá là chậm á. Chắc mình sẽ nghiên cứu coi coi có cái loại khoáng sản nào mà làm vũ khí có sát thương tương đối cao mà tốc độ đánh cũng ổn ổn á, thì mình sẽ làm trong thời gian sắp tới để bù cho cái cây kiếm này thôi. Chứ nó đánh chậm quá thì cũng là một cái thiệt thòi lớn cho mình ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá mệt mỏi ngày hôm nay, nhưng mà cuối cùng thì cũng tìm ra được ngôi đền. Mong rằng những chuyến quá sau thì mình sẽ tìm được những công trình mau hơn á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.